cổ động viên Thái Lan, đá kiểu này chắc Việt Nam sợ mình lắm. Bình luận trên diễn đàn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhiều cổ động viên Thái Lan rất hào hứng với màn trình diễn tuyệt vời trước Malaysia, họ đánh giá đây là đội bóng mạnh nhất của Thái Lan trong nhiều năm trở lại đây. Đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Việt Nam ở trận chung kết. Tối nay đá kiểu này chắc Việt Nam sợ mình lắm, chơi ngày càng hay, thấu hiểu trái tim và làm tốt nhiệm vụ của mình. Cổ động viên khác viết, tuyệt vời, hãy tiếp tục phát huy lối đá như vậy, chúng ta không cần sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Người hâm mộ Khai Duy thì nhận định, trận đấu quá hay của đội tuyển Thái Lan, thực sự xứng đáng để giành chiến thắng, chúc may mắn trong trận chung kết gặp Việt Nam. Đây là những gì mà người hâm mộ Thái Lan muốn chứng kiến. Thái Lan sẽ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022, tài khoản Mat Na Nang Untozo nói thêm. Trong khi đó trên diễn đàn ASEAN Football, các cổ động viên rất hào hứng với cuộc chiến đỉnh cao giữa Việt Nam với Thái Lan vì cả hai là những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!